Anh điều hai tàu chiến dặn mặt Pháp giữa căng thẳng sụp sôi. Lãnh đạo Đài Loan bị kêu gọi từ chức. Hơn 200 nhóm nhân quyền kiến nghị cấm vận vũ khí với Myanmar. Ấn Độ ghi nhận kỷ lục gần 4.000 người chết vì Covid-19 trong ngày. Dư luận Ấn Độ bức xúc kêu gọi Thủ tướng Modi từ chức. Bill Gates đã chuyển cho vợ 1,8 tỷ đô la ngay khi tuyên bố ly dị. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Thủ tướng Boris Johnson vừa ra lệnh điều hai tàu tuần tra của Hải quân Hoàng gia Anh đến để bảo vệ đảo Jersey trước nguy cơ pháp có thể huy động tàu đánh cá phong tỏa vùng biển quanh đảo này sự việc xảy ra giữa lúc hai nước láng giềng anh pháp căng thẳng leo thang về khả năng tiếp cận khu vực eo biển manche thời hậu brexit trước đó bộ trưởng hàng hải pháp anic girardin đe dọa sẽ cắt điện đối với đảo tự trị jersey để trả đổi việc đảo này hạn chế tàu đánh cá của pháp ra vào đảo jersey vốn nhận 95% điện từ pháp đảo tự trị jersey nằm trên eo biển manche cách bờ biển của pháp hơn 22 km Hòn đảo này tuy không phải là lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh, nhưng được nước này bảo vệ và đại diện quốc tế. Pháp đã cáo buộc chính quyền Jersey đặt ra các hạn chế đơn phương đối với tàu đánh cá của nước này. Phía Anh cũng không chịu nhượng bộ, hai tàu của Hải quân Anh được điều tới khu vực căng thẳng, bao gồm HMS Jervin và HMS Tama. Cả hai đều được trang bị đại bác chuyên dùng để tăng năng lực phòng thủ trước xuồng tấn công nhanh. Bên cạnh đó, có thêm hai khẩu súng máy. HMS Tama dài hơn 90 mét, là con tàu lớn hơn và có thêm hai khẩu súng mini. Vào tháng trước, nó trở thành tàu chiến đầu tiên của Hải quân Anh, được sơn màu sáng kể từ sau đệ nhị thế chiến, mục đích khiến cho kẻ địch khó đoán được vận tốc và hướng đi của con tàu trên chiến trường. Theo báo Guardian, vụ căng thẳng hiện giờ giữa Anh và Pháp làm liên tưởng đến sự kiện chiến tranh cá tuyết vào thập niên 70, khi xung đột đã nổ ra trên biển giữa chiến hạm Anh và các tàu ngư dân Iceland. Danh tiếng của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đang bị lung lay, một số chuyên gia bầu cử kêu gọi bà Thái từ chức, với cái buộc đã để cho tội phạm len lỏi vào nội bộ đảng cầm quyền là đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP. Về việc này, bà Thái Anh Văn ngày 5 tháng 5 cho biết, tôi cảm thấy rất hối tiếc khi để cho những người không phù hợp thâm nhập vào nội bộ đảng, khiến xã hội hỗn loạn và những người ủng hộ thất vọng. Ông Du, một chuyên gia về thăm dò dư luận, đã chỉ trích gây gắt lãnh đạo Đài Loan. Chuyên gia nói, khi ông Tô Trinh Sương, lãnh đạo đảng Dân Tiến, đã thực hiện điều khoản loại trừ tội phạm, Tuy nhiên, từ lúc bà Thái Anh Văn lên làm chủ tịch đảng vào năm 2013, tình trạng tội phạm thâm nhập đảng đã trở thành vấn đề nghiêm trọng. Ông Du cáo buộc bà Thái đã xem nhẹ vấn đề và không giải quyết triệt để, khiến hình ảnh đảng dân tiến xấu đi trong mắt công chúng. Ông Du nói thêm, dư luận rất bức xúc về vấn đề này và chỉ một lời xin lỗi là không đủ. Nếu hiểu rõ được sự việc tồi tệ này, hãy chịu trách nhiệm và từ chức. Trích lời ông Du thẳng thắn kêu gọi nhà lãnh đạo Đài Loan. Một chiến đấu cơ sản xuất nội địa IDF của Đài Loan đã gặp sự cố trượt khỏi đường băng ở sân bay Mã Công thuộc huyện Bành Hồ và hôm qua 5 tháng 5, sự việc khiến sân bay quân sự đóng cửa trong một giờ. May mắn là hai phi công không bị thương, máy bay hai chỗ ngồi IDF hạ cánh lúc 12 giờ 39 phút theo giờ địa phương. Tuy nhiên, nó không thể dừng lại hoàn toàn cho đến khi chạm tới rìa phía bắc của đường băng. Không quân Đài Loan lập tức cử một nhóm chuyên gia đến điều tra. Vụ việc xảy ra trong lúc toàn bộ phi công Đài Loan gặp áp lực lớn. Trước hàng loạt máy bay chiến đấu của Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng nhận dạng phòng không. Hơn 200 tổ chức nhân quyền lớn nhỏ đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar, nhằm khiến chính quyền quân sự hạn chế trấn áp tàn nhẫn với các cuộc biểu tình của người dân. 200 nhóm nhân quyền trên toàn cầu đưa ra thông báo chung vào ngày 5 tháng 5, họ viết: Ban hành lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar là bước đi tối thiểu mà Hội đồng Bảo an có thể thực hiện để phản ứng với tình trạng bạo lực gia tăng của quân đội. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao nói rằng lệnh cấm vận rất khó xảy ra, bởi trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an, nhiều khả năng Trung Quốc và Nga sẽ bỏ phiếu chống. Hai nước này vốn phản đối những hành động mạnh mẽ nhắm vào chính quyền quân sự Myanmar. Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Trương Quân, hội đầu tuần này cho biết, chúng tôi không ưu tiên các biện pháp trừng phạt và chỉ sử dụng chúng như phương sách cuối cùng để giải quyết xung đột. Trong khi đó, biểu tình tiếp tục bùng nổ khắp Myanmar và dân thường vẫn đổ máu khi tham gia phong trào đòi tự do, dân chủ. Theo tổ chức nhân quyền địa phương AAPP, ít nhất 769 người đã thiệt mạng dưới họng súng của lực lượng an ninh Myanmar. Hơn 3.600 người khác bị bắt giam. Ấn Độ hôm 5 tháng 5 ghi nhận thêm 412.000 ca nhiễm mới. Số ca tử vong trong vòng 24 giờ cũng đạt mức kỷ lục là gần 4.000 người. Đáng chú ý, theo báo cáo của WHO, Ấn Độ chiếm tới hơn 46% ca mắc bệnh và 20% trường hợp tử vong vì COVID-19 của thế giới trong tuần qua dữ liệu trong báo cáo của WHO dựa trên các thống kê chính thức của nhà chức trách Ấn Độ. Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy số liệu này không phản ánh chính xác quy mô dịch bệnh thực sự. Chuyên gia y tế cho biết, số ca bệnh thực tế của Ấn Độ lớn gấp 5 đến 10 lần mức được chính phủ nước này báo cáo. Giữa thảm cảnh COVID-19, đông đảo các nhà hoạt động và công chúng Ấn Độ kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi từ chức, Họ cho rằng ông Modi đã tắt trách không ngăn chặn được làn sóng Covid-19 thứ hai dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra. Phát biểu tại cuộc meeting ở bang Tây Bengal hôm 3 tháng 5, Thủ hiến Mamata Banerjee cũng nói rằng Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về việc ca Covid-19 trong nước tăng vọt và do đó ông ấy phải từ chức. Nhiều người dùng mạng xã hội cũng tỏ ra tức giận khi ca nhiễm liên tục tăng kỷ lục và bắt đầu yêu cầu Thủ tướng từ chức. Hashtag ông Modi từ chức và ông Modi gây thảm họa đang được thịnh hành trên mạng xã hội Twitter của Ấn Độ. Một bản kiến nghị yêu cầu ông Modi từ chức cũng thu được 7.000 chữ ký chỉ trong 6 ngày. Trước đó, dù có những dấu hiệu rõ ràng của một cuộc khủng hoảng y tế sắp diễn ra, Thủ tướng Modi vẫn tiếp tục lịch trình vận động chính trị dày đặc. Ông bị chỉ trích là ưu tiên bầu cử hơn nỗ lực chống lại đại lạ dịch. Khi làn sóng lây nhiễm Covid-19 chết, người khác đang tràn ngập Ấn Độ. Chính quyền ông Modi vẫn từ chối hủy bỏ lễ hội tôn giáo khổng lồ. Các trận đấu thể thao với hàng chục ngàn khán giả cũng tiếp tục diễn ra. Đợt buồn phát thảm khốc làm xấu đi hình ảnh chính trị của Thủ tướng 70 tuổi. Dù năm ngoái ông được tán dương vì nhanh chóng phong tỏa gần 1,4 tỷ dân. Các nhà phê bình cho biết, với số ca tử vong ngày càng tăng và đợt triển khai vaccine trì trệ, ông Modi đã đẩy phần lớn trách nhiệm chống dịch lên các chính quyền bang, được trang bị y tế yếu kém, thậm chí là đổ trách nhiệm cho bệnh nhân. Ít nhất 6 người thiệt mạng trong hàng loạt vụ đụng độ ở bang Tây Bengal của Ấn Độ vào hôm qua. Các vụ việc xung đột nổ ra nhằm phản đối kết quả bầu cử Trước đó, đảng TMC địa phương đã tiếp tục đánh bại đảng cầm quyền PGP của Thủ tướng Ấn Độ Modi. Bang Tây Bengal với dân số 93 triệu dân có vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử Ấn Độ. Nhưng bang này cũng thường xuyên xảy ra xung đột nghiêm trọng sau mỗi lần bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2019, khi ông Modi thoáng thuyết phục, đụng độ đã xảy ra khắp nơi và ít nhất 15 người thiệt mạng. Hiện giờ, các sĩ quan cảnh sát của Tây Bengal báo cáo Bạo lực đặc biệt nghiêm trọng ở 6 quận với tư gia của hơn 100 nhà hoạt động chính trị thuộc hai đảng bị tấn công. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Ấn Độ cho biết đã gửi nhóm điều tra đến bang Tây Bengal. Nữ thu hiến Mamata Banerjee vừa đắc cử lần thứ ba ở Tây Bengal đã lên án tình trạng bạo lực và không quên quy trách nhiệm cho phía đảng viên BGP. Nữ thu hiến sau đó cho biết, tôi luôn ủng hộ hòa bình, tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực. Bộ Quốc phòng Mỹ đang mở cuộc điều tra về hoạt động ứng phó của quân đội sau hàng loạt vụ chạm trán vật thể bay không xác định UFO. Nhiều UFO rõ ràng đã xâm phạm không phận Mỹ. Cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chờ báo cáo công khai về những vụ chạm trán UFO dự kiến được các cơ quan an ninh quốc gia nộp vào tháng 6. Tuy nhiên, một số người cho biết có những cơ quan an ninh, tình báo Mỹ không hợp tác hoàn toàn trong chia sẻ dữ liệu. Lào Nông Góc đã thành lập tổ công tác đặc biệt phụ trách các hiện tượng trên không, chưa xác định vào năm 2020 để thu thập thông tin về những lần phát hiện UFO cùng nguồn gốc của chúng. Hai sinh viên người Mỹ vừa bị buộc tội sát hại cảnh sát Italy trong một vụ tri vét buôn bán hàng cấm. Cụ thể, vào chiều qua ngày 5 tháng 5, tòa án Roma đã tuyên án Elder, 21 tuổi, Gabriel Natale, 20 tuổi, về tội đâm dao gây tử vong cho chuẩn phó hiến binh Mario Riga vào tháng 7 năm 2019. Tòa phán quyết hai bị cáo ngồi tù trung thân đây là mức án cao nhất vì luật pháp Italy không có án tử hình. Bà Rosa, vợ của hiến binh quá cố, bày tỏ lòng biết ơn sau vụ xét xử. Quá phụ nói, chúng tôi chỉ biết cảm ơn các thẩm phán vì quá trình xử án phức tạp. Cảm ơn đội ngũ luật sư tài năng và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Mario vì họ thấu hiểu anh ấy. Mario là người con của mọi nhà, là hiến binh của mọi người dân Italia. Trong khi đó, luật sư của bị cáo Elder nói rằng phán quyết là nỗi ô nhục của Italia và cho biết sẽ kháng cáo. Vụ án chết người xảy ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2019 ở thủ đô Roma. Hai sinh viên Mỹ lúc đó là 18 và 19 tuổi đã bị hai cảnh sát mặc thường phục bắt giữ trong một vụ buôn bán chất kích thích lúc 2 giờ sáng. Khi cảnh sát Mario lúc đó không có vũ trang, cố gắng thu giữ tăng vật thì bị nam sinh Elder dùng dao đâm liên tiếp 8 nhát. Anh Mario đã qua đời ở tuổi 35 vào đêm hôm đó. Elder thừa nhận hành vi tấn công nhưng nói là nhằm mục đích tự vệ. Chính phía cảnh sát mới là bên tấn công trước. Vụ án này dấy lên làn sóng phẫn nộ kéo dài trong dư luận Italia và quốc tế. Theo truyền thông Mỹ, tỷ phú Bill Gates đã chuyển cho vợ Melinda số cổ phiếu tương đương 1,8 tỷ đô la vào ngày 3 tháng 5, cũng là ngày hai vợ chồng tuyên bố ly hôn trên tài khoản Twitter. Cụ thể hơn, công ty đầu tư Cascade Investment của Bill Gates đã chuyển cho bà Melinda 14 triệu cổ phiếu của công ty đường sắt quốc gia Canada và 29 triệu cổ phiếu của công ty AtoNation. Nation, Dựa vào giá trị cổ phiếu tính đến ngày 5 tháng 5, bà Melinda đã nhận được 1,8 tỷ đô la. Đồng thái chuyển cổ phiếu nói trên cho thấy cặp đôi Bill và Melinda Gates đã chuẩn bị cho kế hoạch phân chia tài sản từ lâu. Trước đó, đơn ly hôn đã nêu rõ vợ chồng Bill Gates không có thỏa thuận tiền hôn nhân. Theo luật bang Washington, cặp vợ chồng sau khi ly dị sẽ phải chia tài sản theo mức 50-50 trừ khi có thỏa thuận khác. Bill Gates và bà Melinda được cho là đã ký một loạt các thỏa thuận liên quan đến việc ly hôn, trong đó, bà không yêu cầu phải chu cấp tài chính, số tiền chi trả cho việc nuôi các con cũng nằm trong thỏa thuận. Tỷ phú Bill Gates hiện là người giàu thứ tư thế giới với khối tài sản lên tới 146 tỷ đô la, theo thống kê của Bloomberg. Chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến nóng và sụt sôi nhất trong bản tin phát sóng lúc 14 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón xem!